Thực ra tôi rất nhớ là Hoàng Hồng Dũng với cả Hoàng Đức ở trong trận đấu đó Bởi vì tôi cảm nhận đó là một cái cái khoảng thời gian mà chúng ta không thể giữ nổi trái bóng Ở phần sân nhà của chúng ta, ở khu giữa sân Thì chúng ta chỉ cần một Hoàng Đức giữ quả bóng để đối phương phạm lỗi thôi cũng được thì trận đấu nó sẽ cứ khác, xé nhỏ xé nhỏ và chúng ta cứ kiểm soát lại mọi thứ đấy là, là một cái chúng ta đúng, đúng có rồi kinh nghiệm chiến đấu của hùng dũng đúng tôi rồi. nhớ tôi nhớ một bức ảnh của anh hoàng linh phóng viên biên báo tôi chụp hùng dũng đứng ở ngoài sân thẫn thờ nhìn tất cả mọi người thi đấu và không được tham gia một cái gì cả và tôi cho rằng cái việc không dùng hùng dũng trong trận đấu đấy là một sai lầm của ông ấy và có lẽ là tức là đương nhiên ông ấy vẫn cứng ông ấy nói là đây là đội hình của tôi đây là lựa chọn của tôi nhưng sau tất cả những gì đã diễn ra ông ấy ông ấy phải lắng nghe tất cả mọi người và ông ấy biết đâu là đâu là vấn đề của, của bản thân mình nếu như nếu như trận đấu với, với iraq chúng ta có điểm nếu như trận đấu với indonesia chúng ta cũng có kết quả tốt thì đương nhiên ông chứng minh rằng là à, lựa chọn cũng là đúng nhưng bây giờ tất cả đã chứng minh được ngược lại vậy thì cái việc mà ông ấy sử dụng những cầu thủ cựu binh ấy theo tôi ấy, nó không chỉ là câu chuyện mà mà ông lắng nghe mà ông không có lựa chọn nào khác cả đây không phải là lúc để có thể đưa những cầu thủ trẻ vào sân nữa cái sân cái sân cái sân đấy là cái sân khủng khiếp luôn Sên không cầu thủ nào có thể chịu được tôi, tôi đã thì... được thi đấu trên cái sân đó rồi và ví dụ như 2000 là hai hay là, là hai và ví dụ như là tôi cùng với cả anh vũ đứng mà nói chuyện nhau là không nghe cái gì đó nó là một rồi. cái Tôi ừ, ở sát đấy rồi. Vâng, không gian 97 vòng là... tôi ngồi ở không, trên khán đài và cổ động viên đây. họ ném chai nước xuống khủng khiếp quá. Đúng rồi. Nhưng mà tôi nghĩ rằng uh, cái trận thua của chúng ta ở Asian Cup là tốt. Bởi vì uh, chúng ta mới biết được sức mạnh của đối thủ, còn trước đây chúng ta chưa hình dung rằng Indonesia có thể đúng rồi, hơi mơ hồ rằng họ đã có thể đá như thế nào. Đấy, thì ừ. bây giờ thấy được cái sức mạnh của họ rồi, khi mà họ đã chơi pressing tầm cao khi mà họ đã dùng cái sức mạnh thể chất của họ để đá với mình nó sẽ như thế đấy ừ. thì bây giờ chúng ta nghĩ đi nghĩ xem chúng ta làm cách Đúng nào rồi. để có thể thoát Đúng được rồi, là thoát pressing thế nào để tách 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 đá dài này rồi chuyển hướng rồi giữ bóng tránh phạm lỗi này rồi. để làm sao xé nhỏ trận đấu ra và có được một điểm trên sân Senegal thì tôi nghĩ rằng nó sẽ mang lại cái sự tự tin rất lớn cho và chúng ta và đừng phạm những lỗi ngớ ngẩn đấy. bởi vì va bắn rất rõ và trận đấu bây giờ các cầu thủ ta... cần phải hiểu rằng là bây giờ bóng đá có va rồi và cách thổi của các trọng tài ở trên đấu trường quốc tế nó cũng khác với cách thổi các trọng tài V-League đấy Đạ. nên là cần phải thận trọng hơn và đặc biệt khi mà đá trên sân khách nữa đấy. bây giờ mà có mấy cái trọng tài mà thổi <laughs> UEFA Champions League ấy tức là băm nhỏ trận đấu ra đúng như cách mà Atita đã từng phàn 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 nàn cái trận Porto <laughs> <nó> đi <laughs> như con thổi như kiểu ngọn rằng anh anh là Đá đá, đá đá đi đá, đá đi thế mình là thua. bây giờ mà đội nào mạnh hơn và và có cái lối chơi áp sát và nó dùng sức nhiều hơn đấy là thiệt là là, là 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 dễ khiến cho cái đội kia thiệt lắm đúng rồi. bây giờ mà mình bây giờ mình muốn cho trận đấu nó tài thủy vụ ra tốt cho mình đấy tốt. Đội <laughs> tuyển chúng ta lần này thì gọi lại công phượng đúng không ạ Đình Bắc vẫn được gọi, mà anh Đình Bắc thì trong mấy đợt vừa rồi lùn sùng quá. Sau cái vụ kỷ luật Rồi tưởng là được ra Hà Nội để để để, để. Tôi nghĩ là nếu mà mà anh được ra Hà Nội tiếc quá. Thì 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 Thiếc nó là một bước tiến về mặt nghề nghiệp đó. chắc chắn tôi tiếc cho bạn ấy, ạ. rất tiếc ấy. là là cuối cùng nó đã không thành và rồi nghe rất nhiều những tin đồn đằng sau nó lùm xùm về chuyện tiền nong là có như tính thế nào cậu. đấy thì tôi thấy rằng là nó rất là dở cho một cầu thủ mới có 20 tuổi thế này được. mà tôi e rằng là là, là 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 sợ là một cháu như thế thì lại không làm chủ được cái cái, cái Đúng rồi. câu chuyện này người đứng sau người đại người đứng đấy. sau ấy là là, là là họ họ đạo diễn nó thế nào đấy tôi không rõ là là câu chuyện thế nào nhưng mà với những gì đấy ở à, Hà Nội đăng lên trang chủ đúng không báo rằng là đã mượn là thành công Đình Bắc nhưng cuối cùng thì Đình Bác là không chịu ký hợp đồng vì hợp đồng vẫn chưa có những điều khoản mà họ chưa thống nhất được với nhau Nghĩa là nó nó có cái gì đó nó đang 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 không ổn trong chuyện này bác thiệt bác rất thiệt, thiệt rất luôn. nhiều ừ. ở đây không phải chỉ là một cầu thủ 19 20 tuổi mà tôi nghĩ rằng nhìn chung tình hình chung của bóng đá Việt Nam bây giờ ấy. vai trò của những người đại diện ấy là cũng cần phải được gọi là điều tiết lại, để xem đấy. xét lại, điều ừ. tiết lại. ở đây thì các cầu thủ là những người có cái liên quan trực tiếp, họ có quyền lợi ở đấy, họ có phát triển được sự nghiệp của không, họ có gọi là phát huy được mức độ tối đa để có thể khai thác được cái hình ảnh của mình và gọi là vừa đạt được cái mục tiêu về nghề nghiệp vừa đạt được cái mục tiêu liên quan đến gọi là kinh tế liên quan đến cuộc sống hay không. đó là một cái câu chuyện mà chắc chắn là các cầu thủ cần phải hết sức cân nhắc khi mà quan sát cái tình thế giới bởi vì là tình hình bóng đá thế giới khi mà đi bao nhiêu năm như thế thì cái câu chuyện giữa cầu thủ và thân chủ và cái người gọi là đại diện ấy nó cũng rất là nhiều những cái điển hình không phải cầu thủ nào cũng phát triển được không phải cầu thủ nào cũng 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 cùng phối hợp với người gọi là người, người đại diện của mình để tìm được những cái nơi để phát huy được nhiều nhất những cái giá trị của mình rồi rồi, rồi thôi bây giờ hy vọng rằng là đình bắc sẽ dẹp tất cả những cái chuyện đấy sang một bên để toàn tâm toàn ý tập trung cho đội tuyển quốc gia lần này. Anh ấy là một cầu thủ có tài năng, có được. tiềm năng và cũng đâu đó cũng có được chứng minh được ở một vài điểm nhưng còn rất mới, nó thật cũng chỉ là những cái bước rất đầu tiên thôi. Được. Nên là cũng chưa có gì là gọi là ghê gớm cả, chưa có gì là ngôi sao cả nên phải hết sức là bình tĩnh tập trung vào cái chuyên môn của mình để nhanh chóng tiến bộ và nhanh chóng đóng góp cho đội tuyển Việt Nam cũng như là cho câu lạc bộ chủ quản của mình. À thì cái câu chuyện chủ quản thì tôi họ sẽ tiếp tục sẽ có tính nhưng đội tuyển là trước mắt đúng không? Là rất là quan trọng trong bối cảnh mà một tiền đạo rất xuất sắc của ta là Tuấn Hải Thì lại đang chấn thương không gọi được lần này. Đấy điều rất là đáng tiếc. Và cảm ơn anh. Thưa... Chúng ta đã xác định được 8 cái tên vào vòng và tứ kết của Champions League mùa giải cuối cùng ở với thể thức hiện nay. Sang năm thì thể thức nó sẽ mới đúng không? Chúng ta cũng rất tò mò xem sang năm thể thức nó hoạt động nó vận hành thế nào. Bởi vì các trận đấu nó sẽ diễn ra sẽ nhiều trận đấu hơn và có thể là có những cái cặp đấu lớn ở ngay từ vòng đấu bảng ừ. thì cái đấy là cái thôi chúng ta nó chờ đợi Nó đúng làm. theo thể thức lịch hơn thì phải ừ. gặp một đội gặp tám đội mà đúng ừ. thì nó sẽ gặp nhau nhiều hơn. Tôi thì tôi cứ lo lắng cho Arsenal của anh Tùng nhưng mà ghê gớm thật ra này phá hết dớp này đến dớp kia phá dớp ừ, phá dớp ừ. ừ. tám trận anh Tùng thắng tại Premier League liên tục này xong bây giờ lại phá dớp <laughs> vào tứ kết nữa và mà, mà đã, đã gặp công tô và quan tô là tô thì ông nào đến chung trận đi ông nào đến chung kết ông đấy có vào thắng được không tất nhiên là còn phải xem xem là cái bốc thăm được thế nào bây giờ bốc thăm nha bây giờ có ba đội tây ban nha real barca và atletico thật là tôi thì xếp hạng một vẫn là real nhì là Atletico mà ba đến ba bên đến Barca, Barca vẫn mong manh lắm. Mặc dù có rất nhiều cầu thủ trẻ nhưng mà mong manh. Ờ, Đức Bayern nói thì thôi chứ họ cũng có vẻ như là sống lại rồi đấy. Đúng Tất nhiên là ở Bundesliga thì thì khó đuổi. Họ sẽ sống chết ở cái cúp này đấy. Nhưng cái cúp này thì họ vẫn là 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 ngáo hộp đấy, đúng không? Paris Saint Germain -Sain cũng, <laughs> trần ai bao nhiêu năm rồi mãi không ăn được. Năm này khát vọng rất lớn và cứ để cho ông mẹ Mbappe là thôi Ligue quan thôi đá thì đá không, đá không đá không sao cả nhưng mà champions league vẫn dành đã. hết sức, <laughs> sức cho cái champions league này đúng man city quá mạnh rồi. arsenal thì năm nay tuyệt vời ừ. thật sự mà nói thì đâu đó thì có ông dortmund là có vẻ như là hơi đuối hơn một chút xíu đúng rồi hơi đuối hơn một chút xíu đúng không thì rõ ràng là lá thăm mà bốc vào dortmund chắc chắn sẽ là là lá thăm mà được giới chuyên môn đánh giá là, lý thuyết là ngon nhất là các đội muốn gặp nhất Mà từ... bây giờ thì vào đến vòng này rồi thì không phân biệt quốc gia nữa có thể cùng một quốc gia gặp nhau nên là rất là nhiều cái hay tôi anh. hoàn toàn nhất trí ấy. khi mà xếp từ dưới lên thì Dortmund đứng thứ 8 thôi thì mình cứ tạm thời biết thế thôi chứ còn bây giờ đã vào đến đây thì ai hình, mạnh hình cả. hình như cái mùa nào mùa nào nhỉ cách đây mấy năm cũng bốn đội cũng tám đội này mà tư kết Real gặp Barca này, Man City rồi. gặp Dortmund uh, này. Và có anh Arsenal là 14 năm nên ra là không tính à, thế à, à, quên <laughs> cái, cái đội nào thay thay, thay chân nào. cho ông <laughs> Arsenal đấy. <laughs> thay chân ông Arsenal ấy. đấy. Uh, chân... Barcelona thì đúng như anh Vũ nói là họ quá mong manh cái trận thắng vừa rồi trước Napoli ấy, với những cái bàn thắng ở đoạn cuối ấy, mà nhìn thấy thầy trò Xavi và ăn mừng như thế thì tôi biết rằng là họ vẫn còn một cái cái cục nghẹn ở đâu đó và khi nuốt qua được cái cục nghẹn thì họ phải xả thôi. Đúng rồi. là mừng mừng gọi như là 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 khác hoàn toàn về cái cái nó sẽ khác. Đúng rồi. Napoli nó thật nhá. Nếu như họ đá như năm ngoái thì xa làm gì có cửa. Chính xác. Đúng rồi. Đúng rồi.